Em đi bán cà phê mà sao là mặt đậm quá vậy Thu? Em đi bán cà phê á thì em cũng phải trang điểm một chút đúng không? Chứ giờ để mặt mình trơ ra làm vậy ai coi. Hả? Trời Thu, sao em sai dữ vậy nè? Sao trời vậy? Trời ơi, tôi uống nhiều rượu bia say xỉn, coi vậy cũng hỏi nữa. Thảo ơi, ra đây chị nói nè, lẹ lên. Có chuyện gì vậy chị hai? Giúp chị. Chị ba lại xỉn nữa rồi hả? Chị hai coi chừng chị ba lừa chị đó. Đi bán cà phê gì đâu mà đêm nào về cũng say xỉn hết á. Chị là chị của Thu hả? Trời, vậy mà em tưởng là khách không à. Em mời chị ngồi. Mà nó nghỉ làm ở đây lâu rồi mà chị. Cái gì? Nó đã nghỉ làm ở đây rồi hả? Em nói là em không coi thường chị. Vậy tại sao em lại nói dối chị? Em bị bà chủ quán cà phê đuổi chị cả tháng nay rồi đúng không? Nếu chị mà không tới đó thì chị cũng không biết là em nói dối chị cho đến bao giờ nữa Thu à. Tại sao vậy Thu?